chỗ giặt đồ của mình nè. Đồ đó nè, phơi ngá giặt cái đó, nó xà đồ đâu phơi. Có cá luôn kìa. Hôm trước nước con đó nó tràn lên hả cô? Tràn lên lúc luôn trời. Lúc tới đâu cô Cam? Tới mấy đồ này à. Đây à. À. Ừ. Cái đó đó. Vậy hả? Ừ. Rồi nó mới giật xuống đó. Tới đâu? Nền hôm nữa tới đâu? Hôm nó ngập tới đây nè. Đây nè. Hai tấc. Bây giờ người sao? Người để mà vận chuyển vật tư vô đây là rất là khó khăn luôn á. Bây giờ cũng hơi khó à, mướn người ta chứ đâu có làm được đâu. Có ai đâu, có hai người mà chở thì cũng hơi mấy à. Mướn người ta chở anh, vô anh, á. Anh gì? Mình mua nó quẹo như vậy, phải có cái cây rồi lấy cái sứa sứa sát dưới vậy, cái xuồng bơi vô mới được nó cũng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì tiếp tục hành trình của Bùi Hồ sẽ đi xuống vô nhà của cô Cam. Hai mẹ con mà sống ở giữa đồng phải uống nước nước mương đó cô bác quý anh chị. Thì trước đây thì có Mạnh Thường Quân và chị Xuyên ở Nhật Bản hỗ trợ tiền để mà cho gia đình của cô cắt lại cái ngôi nhà mới. Nhưng mà trong quá trình mà chuẩn bị kiếm thợ để cất á thì nước cứ ngập lên láng à. Tại mùa này là mùa nước nổi với lại người dân người ta xả lúa nên cắt không được, nên nó đến thời điểm này là cũng gần một tháng rồi và mới quay trở lại đây để coi tiến hành cắt cho cô. Thông tin với cô bác anh chị thì ngôi nhà của cô Cam thì được chị Xuyên ở Nhật Bản ủng hộ nè, rồi anh Thành ở Nhật Bản ủng hộ 5 triệu đồng và chị Mạnh Thường Quân có tên Lưu Phương Thảo ở Alaska ủng hộ 5 triệu. Mình dự định là cắt nhà xong thì sẽ xuống bàn giao như mua một số vật dụng cho gia đình của cô Cam luôn. Bây giờ đường đi khó khăn quá. Hàng chi đường như thế này đâu có vận chuyển đồ gì được ha chị. Hôm nay thì tiếp tục hành trình có chị Hương. Lại tiếp tục dẫn đi vất vả dữ ha chị ha. Dạ. Mình đi đường sông á anh. Sông đi đường ha. Dạ. À, mình có một cái chiếc xuồng nào đó đi được. Hôm nay hôm trước là nước sâu lắm hả chị Hương? Nước sâu rồi bà lội xuống mương, bà dọn đường đó. Ờ. Đi thôi cũng vất vả rồi. Chứ đừng có nói là vận chuyển đồ. Ở đây là làm ruộng trễ hả chị ha? Phải là như mấy mà nó chạy hơn gì á. Ở đây 3 vụ luôn hả chị? Nhà chị Hương có làm ruộng không? Không, nhà chị có làm ruộng của chị nào. Đi thẳng đường này luôn chị, đi thẳng luôn. Có không? Dạ. Dạ. Con đi trước đây. Ôi ôi. Ôi ôi. Nhầm nhầm ở đây thôi. Họ khó khăn không à. Nhà kia bị bích lại rồi. Bích đường đi à. Mới cắt thêm quá. Đúng rồi anh. Ủa ba em này là sao? Chị cũng không biết nha. Hả? Ê chị qua được không? Em là con dâu hả? Dạ. À. Cái em nói hôm trước mà mắc kẹt ở ngoài Bình Dương hả? Dạ. Cái này đường kinh đi đường này. Cưng về nào? Dạ về lâu không? Đấy. Đường kinh là đi. Đi qua đi cậu đi thẳng ở đây luôn. Lúc đi qua đoạn rồi đi qua đây lại dọn ở đây. Đó chừng lúc đó. Dạ. Nước hổm ngày nước ở đây lên nhiều không cô Cam? Trời ơi, nó lúc trên nè, lót thầm lưng cho nó mới giật xuống đó. Trời ơi. Con chào cô Cam. Đầu cù lao không muốn chết rồi con ơi. Nè cô bác quý anh chị thấy nè. Sình rồi lót. Lót đi vậy đó. Là đi hổm ngày đi làm sao? Ờ thì nó mã lỗ dài lót từ từ đó khô có lót la lót dài thầm lưng thầm la. Dạ hả? Không cho nào trắng hết trơn. Cô Cam khỏe không? Ấy, gì ghê ghê hoài chưa có hết nữa.
lên máu nhức đầu đó lâu. Dạ. À, đây là chỗ giặt đồ của mình nè. Đồ đó nè, phơi ngá giặt cái đó, cái xà đồ đó phơi. Có cá luôn kìa. Hôm trước nước con đó nó tràn lên hả cô? Tràn lên lúc luôn trời. Lúc tới đâu cô Cam? Tới mấy đồ này à. Cái này à. À. Ừ. Cái đó đó. Vậy hả? Ừ. Rồi nó mới giật xuống đó. Tới đâu? Nền hôm nữa tới đâu? Hôm nó ngập tới đây nè. Hai tấc. Ngập hai tấc hả? Ờ. Cô Cam không ngày là con không có quay lại cô. Cô có trông ngóng không? Trời ơi, mà trông ghét cho rồi, có nhà ở rồi không chết ngầu rồi, mưa giọt cũng rồi không chết à. Dạ hả? Ừ. Ở ngày mưa giọt dữ không cô? Trời ơi, tầm lum ở chỗ nào đâu, ngủ được đâu. Nó lỏng hết trơn á, không chỗ nào mà ngầu được hết trơn, dạ. Nó gây không vậy? Nội sộn 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 vậy đó, hai mẹ con. Dạ. Ừ. Hôm nay thì con dẫn mấy anh thợ vô để coi khảo sát cái nền nhà của mình. Ừ. Thôi bây giờ con nói chuyện với mấy anh thợ tí xíu, con quay lại con tâm sự với mình nha. Dạ, rồi rồi. Ừ. Anh nào là anh thợ sắt? Anh nào? À. Còn anh bên đây là thợ hồ hả? Hồ. Dạ. À, chị hai có anh hai là chị của chị Hương hả? Ừ. Có trao đổi với anh nhà của cô chưa? Ừ. Anh có nắm được chưa? À, mà hổm nói là 4m rưỡi hay gì phải không? Thì nói 4m rưỡi, tại vì mới nói phóng thôi chứ chưa nói quy cách đúng để đo cái nền nó mới được. Dài là 13m rưỡi. Đúng rồi. Ừ. Thì ngang là 4m rưỡi, đo đủ cái nền 4m rưỡi hoặc giật 3m rưỡi hay gì mà. Cái này 3m rưỡi nhỏ lắm. Đo thì 3m rưỡi hả? 4m rưỡi. Rồi mới vậy mà. 3m rưỡi hả anh? Mé, cái này nó lọt mé rồi. Lọt rồi đó, trừ lại. Để nó xuống đi mưa luôn ạ. Rồi mới được. Ba mét rưỡi à? Đúng rồi, 3m rưỡi, dài 13m rưỡi. Này là lọt lòng là 3m rưỡi luôn ha anh ha. Phủ bì 3m rưỡi nha. Phủ bì. Ừ, phủ bì. Ừ. Anh nhận cất cái phần tiền chế ở đây là công sao? Bây giờ thì theo chủ nhà, nếu mà anh lãnh xác thì anh lãnh nguyên con vật là tư của anh hết. Còn nếu chủ nhà mua vật tư thì anh lãnh công. Dạ. Ừ. Thì hai cái đó đó nếu mà giao cho anh hết toàn bộ thì anh làm nguyên con luôn. Dạ. Rồi bắt đầu cái đó mình chia nhân ra tiền. Còn ừ. Lãnh công thì anh lãnh hổm là giá tiền đó, nếu mà hổm nó 9 triệu mà thôi anh bớt 1 triệu là còn 8 triệu tiền công. À, công ừ. Của anh là 8 triệu ha. Đúng rồi, còn thợ hồ bên hồ á. Còn anh bên đây hồ thì nó hồ anh hồ. Có hiểu cái quy cách các nhà ở trong nhà của cô chưa? Đó, bình thường giờ mình biết rồi. Có một phòng. Dạ. Một vách dựng với cái phòng. Dạ. Cửa trước làm đó luôn, một bệ nứt, một bệ mở cửa. Rồi ra rồi che ra đằng sau cái máy đằng sau luôn. Đó là đâm thẳng luôn rồi đó. Đâm thẳng ra tới nhà là mình dựng luôn. Một vách sau là chừa phần sau là 2m là phần cái nhà bếp. Dạ. À, từ khoảng là 11m mấy là trở ra đây. Dạ. Là trước. Dạ. Thì có làm cái ở đây có làm cái mỏ kết hay không? Làm mỏ kết thì mình làm ra nhỏ thôi, khoảng chừng 2m được rồi. Ừ. Mỏ kết đừng cho nó tạt vô á. Dạ, làm để cho nó đựng tạt cái Hương ha. Đựng tạt vô cái nhà mình đó. Ví dụ tới đây là ngay chân chứ điểm dừng là dạ. Điểm nền là 11 là 13m rưỡi là mình ra ngoài chồng ra cái mỏ kết ngoài là 2m. Ờ. Ừ. Còn anh bên đây là anh thợ hồ hả? Anh thợ hồ có thể ở đây mấy anh em mình trao đổi luôn đi cho nó dễ. Anh ở đây thì anh có nghe chị anh hai của chị Hương trao đổi chưa? Chưa ha? Dạ chưa, cái này chỉ anh này anh dẫn xuống là để mình nhờ là tiếp phần dưới này thôi. Còn ở trên thì của ảnh. Còn thì em phải ở dưới. Thì nó y chang vậy luôn đó. Thì cái quy cách đó là mình xây lên từ mặt đất lên 5 tấc. Có nghĩa là mình nâm đất cái phần ở dưới rồi. Là từ mặt đất lên 5 tấc. Vậy là xây gạch không ha, xây bòn là chỉ để sát thôi ha, là khỏi đổ đà ha. Đổ đà luôn anh, đổ đà cho cứng. Đổ cái đà 20 ha. Dạ. Rồi, đổ cái đà cho ở trên 20. Ở trên này mình lót gạch men. Rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ xây lên 3 viên gạch cặp cái mé dắt á. Đúng rồi, cái viền. Xây cái viền á, có nghĩa là cái viền bo để cho mấy cái nước rồi, con nó, vật đồ nó bò rồi, vô á nói hiểu lên ba lớp lên cái đà lót gạch hoàn thiện rồi còn xây lên khoảng ba viên là vòng vòng đúng rồi. Rồi ba viên đó thì mình lót gạch men luôn rồi với lại nhà vệ sinh ở đằng sau cái nhà vệ sinh đó hả? Dạ vệ sinh là mắc đào quá gì. Dạ đúng rồi, nhà vệ sinh phải có hố ga phải đào xuống rồi đúng đào rồi. Xuống rồi sẽ xây cái viên nó chắc lẽ nó phải cao hơn cái nền rồi
cái phần nhà cầu đó là nó phải cao hơn cái bằng cũng được nữa anh, mình đào mà bằng á thì ngập nó về nó khó quỷ lắm, nó dễ hôi hơn. Dạ. Cao hơn nhìn thấy nó xấu không? Cao hơn viên nó thôi, viên biệt nó cao nó hơn khoảng chừng 3 tấc vậy đó. Cao nó hơn cái nền. Không xấu chung cầu đó mình đỡ mình dừng hết rồi. Dừng hết cho nó diện tích trong nhà mà. Chứ có nghĩa là nhà vệ sinh là mình xây nguyên nhà vệ sinh luôn anh. Ờ. Xây viên nó luôn nguyên cái đó ha. Xây hết dừng. Xây mình dừng xây nhà vệ sinh luôn. Xây đào hầm luôn ha. Ờ nhà vệ sinh mình xây dán gạch là nó đẹp hơn. Đúng rồi. Mà nhà mà cái đó ví dụ mà cao ví dụ ấy này cái nền này 5 tấc nó khoảng 6 tấc tới 7 tấc. Coi mới được. Dạ. Yeah. À cho nó cao hơn nặng mà nó thoáng được nó quỷ tự nó quỷ. Mình đào xuống khoảng chừng dài đó khoảng nếu ở đây đất thấp quá mình đào khoảng chừng 4 3 lưỡi giá hả? 3 4 lưỡi thì xuống chừng nào khoảng chừng 7 8 tấc vậy được. Vậy là mình làm cái xây vòng vòng dưới hết. Mới lên đổ tấm đan cái nữa. Vậy là mình làm cái hố ga nổi hả? Đâu có nào nó vẫn đào hầm này xuống từ mặt này xuống đào khoảng 7 8 tấc rồi mới xây vòng vòng mới lên mới đổ tấm đan ngang. Dạ. Rồi mới bắt đầu từ đó mình xây thành một cái nhà tắm. Rồi xong mới dán gạch này nọ toàn bộ luôn. Đó là cái hầm nó phải đào. Đào xuống đất như đất này là phải đào xuống khoảng 7 8 tấc. Dạ. Em thấy mà em thấy làm miễn mình đào âm sâu xuống chút xíu nữa cho nó bằng nhà vệ sinh bằng nhà trong luôn thì được không? Được, cũng được nữa. Có nghĩa là mình đào sâu xuống chút cho nó bằng cho đẹp á chị Hương. Cũng được chứ. Thì cái đó tiền công của anh là khoảng bao nhiêu tiền? Nếu cái nhà tắm mà xây dán gạch được luôn với đào hầm không á là phần đó là nhà tắm nó không lãnh khoảng 6 triệu rồi đó. 6 triệu tiền công á. 6 triệu. Đào hầm rồi với cho đây thì đây quá trời vật tư chuyển là quá căng rồi nè. Còn mà chị tư á. Nói chung là tiền công của anh gồm nhà tắm với lại cái phần đó gạch nền hết luôn là nhiêu. Còn cái kia thì giờ lãnh một coi như cái nền nhà bao nhiêu thước thì tính thước là một thước 100 ngàn. Còn cái nhà tắm cái nhị sinh á, thì cái nhà viên nhà tắm nó lãnh 6 triệu. Còn cái từ cái mặt bằng đó dàn cái nền nhà không á thì mỗi một thước chuyện 100 ngàn. Thước dài hả? À thước vuông á, thước vuông à. Thước vuông hả? Ờ bị gì mình đà xây rồi mới đổ đà rồi mới lót gạch đồ toàn bộ hết đó. 50 mét vuông thì 5 triệu nữa. Là tiền công của nhà vệ sinh không là 6 triệu. Cái nền luôn là 11 triệu. Ừ. Anh nhiêu triệu nữa? Của anh hả? Anh sớm anh 17 triệu 500 ngàn chứ anh lấy 37 triệu. Là phần nhà của anh hết toàn bộ. Không, cái phần công của anh kìa. Công hả? Công anh 9 triệu à? Nãy anh nói là 8 triệu. 1 triệu còn 8 triệu. 8 triệu anh là nãy anh này nói là 50 mét vuông hả? 50 mét vuông là 5 triệu. 5 triệu với cái kia 6 triệu nữa là 11 triệu. 11 triệu với anh kia là 8 triệu nữa. Là ra 19 triệu. Rồi cái vật tư thì sao? Vật tư bây giờ làm sao mà vật tư mình ở ra từ ở đâu mà chuyển vô tới đây? Ở ngoài chỗ ngay chỗ mình gửi xe đó. Rồi chuyển sao được nào vô? Không, cái việc mình khỏi lo vật tư tự người ta chuyển mà. Nếu vật tư mình có người chuyển không chị? Sao bữa cô Cam nói, có cháu cô chuyển vô. Có một người nhà chuyển vô giùm hơn. Sao chứ nếu bên đây chuyển nó có công đó. Rồi. Nếu mà nơi tôi chuyển là phải tính là phải chờ. Làm sao chuyển là sắt đồ luôn phải không? Đúng rồi. Cô Cam ơi, cô nhà cô là có người chuyển vật tư không? Có. Tại sắt dưới xi măng đồ nó nặng lắm nghe. Sắt đồ luôn đó nghe. Rồi mấy đứa con của dì có về chưa? Có về mấy có hai thằng. Thứ ba, thứ hai. Chỉ là làm vật tư tại chỗ thôi. Chứ mà tư mà ở chợ ở ngoài mà chuyển như đây nữa là tôi cũng bó tay luôn rồi đó. Không có dân chuyển. Sao mình có dân chuyển không? Nhưng mà cô vậy nè, sắt nè. Sắt nó phải dài lắm. Đó. Sắt nè rồi cát. Cát đá xi măng gạch nè. Có người đủ nam người chuyển không? Kêu mướn người ta thì kêu thêm thì có chứ còn hai anh em là phụ. Có xuồng nào bự không? Chuyển sắt dễ. Xuồng bự hay xuồng đâu không biết cái xuồng kia đâu mấy. Ừ ông kia ông mượn chuyến dịch bển nào xuồng mười mấy dạ không? Mấy dạ hả? Thôi vậy anh hai anh thợ là mình hỏi hai anh thợ thì tiền công của thợ xây với thợ sắt luôn là tổng là 19 triệu đúng không? Anh là 11, anh kia là 8. Thì cái này có gì em trả lời sau ha. Dạ em sẽ thông báo trả lời sau. Thì nếu được thì thống nhất thì em thông báo với lại cô Cam hỏi coi thì thống nhất nào cho anh hay. Nếu được thì cho anh hay cho ha. Cho phần nền hay chứ anh cho phần nền làm trước rồi anh mới làm việc cũng vậy. Dạ. Rồi.
Bây giờ ví dụ vật tư đồ vô tới chỗ rồi tôi ra dẫn bớt 1 triệu lấy 10 triệu là giờ hoàn thiện lót rồi với mà vật tư tới chỗ cho tôi làm nha. Rồi là tôi bớt 1 triệu là coi như đó muốn cho anh em làm gì làm hay là bổ sung gì đó. Rồi đó thì tôi đây bớt cái 1 triệu là nó thiệt luôn. Anh là 1 triệu. Rồi. Rồi là bớt cái phần đó là bớt để tình nghĩa thiệt tình nghĩa thấy cũng bớt 1 triệu. Rồi đó là dần vật tư tới cho vô trong đây nha. Sẵn nha. Dẫn luôn rồi ở đây. Hầm bọng nghĩa đó đây là tôi phải mướn người khác đào à, cái đó anh ở cái đó là chuyện của tôi rồi. Cát bọng gì đó vô trong nền bằng ví dụ tôi nói thấy ở bao nhiêu cát thì bên cứ kêu ra nhiều cát đổ vô nền cho tôi đó. Đó là tôi đi vô. Còn anh tính gì? Anh Bảy đó là lãnh trọn xác là nhiêu? Anh nãy tính nhiêu? 32.500 nếu lấy 32 triệu. Coi lại 32 triệu. Vật tư của anh luôn ha. Cái đó là ngày đầu mới chát hết luôn đó. Anh lấy cho 37 triệu. Là vật tư toàn bộ. Dạ. Là cái đường chuyển anh sao anh chuyển nữa nè. Rồi, của ảnh là vật tư của ảnh luôn là 37 triệu. Là số điện thoại đó nãy của anh Bảy hả? Đúng rồi. Dạ. Có gì nữa tính lại đi thông báo Mạnh Thường Quân cho anh hay sao? Dạ. Rồi cô Cam với con Hổm Gài là lo cái là nhà của mình là không có làm á. Là Mạnh Thường Quân thì cũng có hỗ trợ rồi à, mấy cô mấy chú cũng hỗ trợ cô nhưng mà bây giờ hôm nay quay lại cô á, là lý do là cô thông báo là cái tình hình nước nó ngập nó lên quá nên cái công việc của mình nó bị đình trệ thì hôm nay có dắt thợ vô dẫn hướng dẫn thợ vô để gặp cô. Cô có thể cho con biết là bây giờ người sao người để mà vận chuyển vật tư vô đây là rất là khó khăn luôn á. Bây giờ cũng hơi khó à, mướn người ta chứ đâu có làm được đâu, có ai đâu, có hai người mà chở thì cũng hơi mấy à, mướn người ta chở anh, vô anh cũng vậy mướn xong à được chứ anh mướn của bên anh là vận chuyển vô là thêm nhiêu tiền nữa chứ hơi cơ ấy à. Ừ. Tôi không biết bao nhiêu nữa mà tôi thấy là lính tôi là đó cái anh chắc bên cái chuyện này lính tôi làm không nổi đâu. Đường xá biết người ta không có biết chứ bị không có người ta đâu bơi đâu quẹo bơi chứ là nói ngay anh em tôi á thì nó ngay đồ đạc bây giờ cái gì nó cũng tới nhà rồi sẵn ben đồ sẵn không à còn này vô xa nó ngay chắc cái đó phải phần đó chắc nhờ chủ nhà hỗ trợ đi ví dụ coi như là đem đồ vô đi rồi tôi làm chứ còn nó mà lính tôi chắc độ nó không là học nổi đâu. Mình không biết chỗ này đường đi sao. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi nó chuyển bị nó cũng không quen nó chuyển xa nữa. Người ta lạ không biết đường bơi đâu. Bây giờ chủ nhà chuyển dừng đi. Lâm bây giờ còn nghĩ về chuyển xe thì nó hơi ấy nữa. Chuyển xe thì nó chịu thôi về chủ nhà chuyển xác. Ờ cái đó có môn giờ hỏi cái anh mà cháu của dì Hồng. Ờ cái thằng gì đó nó ấy chứ giờ Út không có biết vụ này không gặp. Nói chung là cũng khó khăn ha. Khổ đường. Nghèo gặp cái eo nữa. Còn cháu cái đường phải bắt dọn cái đường lại nữa mà hổm giờ cỏ nó bò nhóc hết trơn phải dọn một buổi hơn buổi nữa dọn cho người ta hôm trước nữa. Là cô dọn lần rồi hả? Ờ dọn rồi giờ lên nó bò tùm lum giờ phải dọn nữa nè thì mình tính là mình làm liền đó. Ờ rồi đợi tới giờ rồi, thời gian đó rồi giờ phải dọn nữa hò nữa nên miễn đi đi sửa sàn rồi đi nữa dọn nữa chậm với mình là vật tư nó đi bằng xuồng thôi. Sắt cát đá trả lần được đâu có nhiêu đâu ta. Đẩy thì cũng được, đẩy nhưng mà hơi ấy không, đẩy từ đó thì đi qua đường sắt cát đá xuồng trở biết là xong rồi. Đẩy được. Đẩy mệt dữ à, đẩy mệt thôi, hơi mệt đó, cái này chỉ vô bao thôi. Dắt bộ cho đi nổi nữa xuồng mà còn chuyển. Vô bao nhỏ nhỏ cái mình thấy xuồng vô bao cái mình kinh đổ rồi bắt đầu lấy bao đó mình làm nữa cái bao nhỏ 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 này nè. Đóng rồi đó. Là vô đây cát cũng bộ cát. Cát hình như là bơm được hay gì á? Bơm được không? Bơm được anh. Cát bơm được. Cát nền là bơm được. Vô đá được dạ. Nè, nặng mình bưng. À. Còn đá thì mình dân chuyển thôi. Bao này nhiều không? Cát bơm được có đỡ được cái cát. Không có, không có 100 cái thiếu mấy chục cái bơm cho. Vậy khối cát ở chừng 2 cái. 80 cái hả? 2 khối cát thì được rồi. Nặng mình xây tô vô hoàn chỉnh xong rồi bơm vô rồi mình lấy cát ở sau này mình trộn mình lót rồi mình xây nhà tắm này nọ nó nhẹ cái cát. Nó đỡ lại. Cát bơm vô được anh liên hệ với máy bơm là bơm được ví dụ vậy á. Cát đi xuồng bơm được. Đá thì chở được. Bữa chị có hỏi cái ghe cát ngoài Nhâm Ân nó nói là của nó một ghe tới hình như bữa chị nhắn cưng lại nhiêu khói quên là chị không nhớ nữa mà phải ví dụ bơm một ghe thì thiếu mà hai ghe thì dư nhiều. Đúng rồi. Khổ quá. Thiệt cái này thì nãy nãy rồi phải sửa sàn dọn nữa nè. Khi cái đường mua nó quẹo vậy phải có cái cây rồi lấy cái sứa sát dưới vậy cái xuồng bơi vô mới được nữa cũng vậy nữa đó. Tại mò đi rồi dài ngon ấy rồi bây giờ phải dọn rồi làm lấy cây sứa cắt sát với đặng cái cua que quẹo nè có cái cây nằm chứ á
rồi mình mới đi bơi xuồng qua. À, hôm trước là cô phải dọn dọn rồi xong rồi đó cỏ. Tại chuyến rồi không có thằng lính, rồi giờ có thằng lính về chắc mượn nó làm giùm. Bây giờ cô ở đây có mấy người con trai? Ba, hai thằng trai với nhỏ út rồi có ba đứa hả? Ba chị ba em người con. Ừ, nó có vợ đó, nó ở nhà riêng mất á. Nó mốt tiền được có mấy triệu bạc gì, cây thì cây nhà, còn tôi anh mua đồ xâm lấm cho anh tội nghiệp đó. Đến tuổi ông gì kìa? Tuổi chị năm nay cũng xuống gắn cũng à, rồi người... làm gì? Hả? Đang làm gì? Đi mần giờ thất nghiệp rồi đi về, họ chưa có làm gì chứ, giờ ở không thì chưa có làm ra tiền chứ. Không ý con hỏi coi được không, có gì anh hai con đi làm thì kì hỏi coi có làm được không. Ủa, đi mần người con, hồ con người phụ nữ lúc nãy là con dâu của cô. Dâu ạ, dâu thứ ba. Còn thứ hai chưa có vợ. Là ở nhà bên đó. Ừ, nó đây nè, tới bên nè. Cô ba người con. Ba người con. Hai người trai một gái. Hai người trai đều về đây hết rồi. Dễ trơn rồi, thằng thứ hai ở bên bển cái nhà của nó bên đó đó. Nhà nãy mà tụi con đi vô nhà luôn hả? Đâu đâu có. Khổ lắm. Nó nhậu gì vậy người sợ nó. Đúng vậy à. Nhắm cha. Khóc nước mắt chăn canh. Khóc hoài. Rồi con của cô có người trai hay cất nhà chưa? Hay rồi, phía kế bên nó hay trơn rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá, ta vô bốc cho xài kìa. Kìa, ở có cái thấy nè. Hay rồi, có mừng dữ không? Mừng, nó cho được cái nhà cho ở cũng mừng. Rồi bây giờ khóc nữa, không biết nói gì luôn. Sao khóc nữa cô Cam? Sao cô khóc ạ? Thấy gì cho nhà mừng mà khổ, mấy bữa nay chịu mưa nước á, lậu tới luôn xộn xộn tối ngày. Có bị nước ăn chân không? Có, tại thú nhất chứ đánh dây bị lục bệnh mặn nó ăn nhất nãy giờ mới khử ra nè. Đánh dây hôm nay cô đánh được nhiêu tiền? Đánh có mấy cộng mà hôm biết sao uống cà phê đen đặng đánh dây được uống rồi bắt đầu hay rồi hết khóc chưa cô Cam? Hôm nay vô có chị Hương gửi đồ ở hàng xóm gửi đồ ăn luôn, cho đồ ăn luôn, sáng giờ không có đồ ăn trước ăn cơm đó. Dạ thôi cố gắng đừng khóc nữa nha, khắc phục khó khăn để mình tìm cách vận chuyển vật tư đâu vô thì mới xây được đó. Dạ để hỏi coi chị Hương với lại dùm họ bây giờ bó tay rồi đó. Dạ thôi con hôm nay đến đây thăm nhà cô cũng như cho mấy anh thợ coi khảo sát để mà mình coi giá bao nhiêu tiền mình hợp lý thì mình làm ha. Thì con cũng chúc cô sức khỏe, giữ gìn sức khỏe để chiến đấu. Dạ con chào cô Cam ha. Cũng cảm ơn nha. Dạ. Thì lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình của cô Cam có một ngôi nhà mới. Cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản nè, rồi anh Thành ở Nhật Bản với lại em một mạnh thường quân tên là Lưu Phương Thảo ở Alaska. Thì sao thì bây giờ cắt nhà xong thì mình sẽ tính đi. Thôi chào chị nha. Dạ rồi. Vậy là đang biết cái nhà đang dở. Dạ để con coi cái thống nhất ha. Khi nào mình chuyển được vô vậy vật tư chuyển nó qua giỡn nè, ốc phần tre ốc ở nữa. Khi nào được xong thì chị Hương sẽ thông báo cho mình. Rồi đặng dạ. Dọn cái đường đi nữa, đặng nhà nay mới dọn. Dạ dạ chưa dọn đâu, dọn chưa. Từ từ nghe cô. Dạ. Rồi. Đặng biết đặng dọn.